giải thoát tri kiến quý khôn lường ngào ngạt khắp muôn phương. Thân tình tâm hương đệ tử nguyện cúng dường. Hôm nay đệ tử chúng con cùng tinh chủ Phan Văn Phúc, Phan Quang Dũng, Phan Nguyễn Giang Đông, Phan Quang Hùng, Phan Thị Thiên Hương, Phan Nguyễn Liên Thanh cùng thầy dâu đệ và các cháu chăn nội ngoại trong gia đình đến trước phần đài nơi đạo tràng chùa Kim Cương. Thiên lễ kỳ siêu tuần chung thất kỳ vì siêu tiếng hương linh thân màu. Nguyện thị tân pháp danh diệu thọ hưởng thọ 83 tuổi từ trần ngày 28 tháng 2 năm Nhâm Dần. Nguyện hướng linh thừa tứ phần lừng thinh pháp văn kinh nghiệp chướng tội chướng tiêu trừ tông xa mê đồ tái sanh an lạc quốc. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Dũng nhan phần tốn lạ lùng, hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương. Từ bi oai đức khôn lường ra đời tế độ dần đường chúng sanh. Đưa thấy tướng lại nghe danh cùng nhờ phước đức căn lành trồng sâu. Thế tôn đô pháp nhiệm màu làm cho muôn loại cúi đầu quy y. Chỉ tâm đành lệ Nam Mô Tần, không biết pháp mà giới quá hiền vì lái thầm. Chứ phần tôn pháp hiền tam bảo chỉ tâm đành lệ Nam Mô Ta Bà. Chỗ điều ngự bổn sứ Ca Mâu Ni Phật đương hạ sanh di lặc tôn Phật đại trí văn thù Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hồ tôn linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát.
Tài Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện. Vương Bồ Tát Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Cảnh dương nương phá mơ rươi khắp ba ngàn tân không đứng sành trần gian phá mơ giới rộng tân tân tội nghiệp Yeah.
ya ta ba ya ta di đô ma ya ta ba ya ta tô mạc đềm như vân nguy ràng ngời ba cõi cùng xưng thôn đạo lần an phồn và tay nhân thiên đều đế phồn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn mô ni Phật pháp cao siêu rất tầm sáu trăm ngàn muôn kia có tìm cầu cầu nay nghe đàn chuyên trì niệm nguyện tỏ như lá nghĩa nhiệm màu hồi từ vân mô tạng nam mô kỳ viên hồi từ phần bồ tát nam mô kỳ viên hồi bồ tát phần nói kinh a di đà đây là những điều tôi đã được nghe phần nói và một tại người con cứ trú ở tu viện cấm ở ghi đà hồi đó cùng ở bên Phật có 1250 vị tỳ kheo trong đó có những vị a la hán đệ tử lần của Phật mà liền a diếm ma diếm diên cầu hy la ly bà đã châu lợi bàn đà già nan đà na đà la ngầu la kiều phàm bà đê tân đầu lư phả la đoàn kỳ ta na bà câu la bà nâu lô đà lại cũng có bằng các vị bồ tát đại nhân như văn thù á dần đã can đà ngà đê thường tinh tấn và rất nhiều các vị bồ cùng với chữ thiên như tinh đệ quần nhớ nhiều đền vô lượng đều cùng có mạng lúng bây giờ phần gọi xa lời vâng và bảo từ đây đi qua phương tây cảnh khoảng mười vàng thế giới gọi là cường lệ trong gọi ấy có mua vị và tên là Di Đà hiện đang thuyết và này xa lời phân đức nương ấy vì sao tên là cần là bởi vì đừng ai không biết có là gì dĩ tu mỗi từ anh là cho nên coi ấy được gọi là cực là này nửa xa lời phân ở nước cần là có bầy bây giờ mà cây tất cả đều đưa làm bằng bốn từ châu bà bó vinh giả vòng vì vậy cội ấy được gọi là cừng lá này nửa xa lời phấn ngờ tám công đức dự đại hồ toàn là các vàng bốn vinh hồ có những lối đi là và vàng bạc lưu lý và pha lê trên cả con đường ấy lại có vô số lâu đài giờ và đề tri văn cơ chất liễu vàng và lưu lý và lễ xa cờ sừng châu và mã não xen trong các cổ lớn như nhận chìa vẫn sẽ xén xanh chiếu hào chiếu hào vàng vàng xen đỏ chiếu hào vàng đỏ xen trắng chiếu hào vàng trắng hương sẽ tỏa ra vi diệu và tinh khiết xa lời phân nước cần đạt được tô nhiễm bằng nhân lời vâng ơ nữ phần ấy người ta tưởng được nghe nhã từ hư không vông xuống đức đưa làm và vàng rồng mỗi ngày sáu lần có mưa qua mạng đà la rơi cho đường ấy có thôi khuyến buổi sáng lấy làng ngừng đầy gạt bông qua màu nhiều mây để đêm đi cúng dường các vị phần đàn cư trú ở vô và cả đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành xa lời phở nước cần là đề tuyệt vời như thế đây này nữa xa lời phấn
Lễ thường có nhiều loài chi độ màu rất kỳ diệu như a trắng công thương anh vũ xa lời cá lăng tân già và công ba những con chim mới sao bùi mỗi ngày thường ngót lớn nhận của dũng người ta nghe được tiếng di dương ca pháp môn ngũ cân ngũ lự tấn bồ đề phần ba tánh đạo phần dân chúng nung nương nghe được dường pháp mong như thế đều nhiếp tâm trở về tận tâm và đi tàn ra lời vẫn thấy đừng thương rằng các loài chim mấy được sanh ra trên căn bản nghiệp báo tại sao tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường đen tối là địa ngục lời vẫn ở nước ấy dành tư đạo mà còn không có ngộ là sự tân về à đạo những con chim kia đã được Phật A Di Đà biên hóa đã với mùng đính là làm cho lửa rộng rãi trong xưa của ngài xa lời phân ở nước Phật ấy mỗi khi có gió nhẹ sao đồng các càng cây và các mạng lưỡi châu báo thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu dòng còn được tạo lên mỗi lần người dân nước ấy mỗi khi nghe không thành khi thì đều nhí tâm niệm phật niệm pháp và niệm tăng xa lời phân nước cần là để tuyệt vời ta lời vẫn thấy nghĩ sao đứa phật kia tại sao có tên là Di Đà xa lời phật tại vì đời phật ấy là ánh sáng vô lượng không thể chiếu soi được tất cả ấy không hề bị ngăn kính vì vậy nên ngài được gọi là Di Đà hơn nửa xa lời phớt to màn của đứa Phật cây cũng như của dân chúng không nước ai là tò mang đời vô lửa vô biên khi phá tăng kỳ vì vậy cho nên danh hiệu của ngài là Di Đà xa lời phân tư khi phần Di Đà thành đạo đến nay tính ra là đã vui lời ơi do đi tự thành văn đã đánh quả lan án của đức phật ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toàn ao số đệ tử bồ tát của ngài cũng đông đảo lời và nữ văn kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế này nửa xa lời với tất cả những ai sanh về nửa cần là đều có tư khánh bận tối truyền trong đà là bồ tát như sanh vô sư số lứa của các vị này đông đảo vô cùng không thể dùng toán ngôn mà kìa đêm được ta chỉ có thể dùng danh từ vô kỳ đề diễn ta mà thôi xa lời phơ chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nữa cần là đều nơi phá tâm sanh về được cái tại sao tại vì sanh về được cái thì sẽ được thôi với rừng như ghé vợ thiện nhân cao đứng xa lời phân nhận kẻ tiêu phương đức và khăn lành thì anh hy vọng được sanh về cõi ấy vì vậy xa lời phân ơi ơi con gái lành muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nằm lấy danh hiệu ấy mà ngần lòng thân tâm quán niệm theo phương pháp nhân tâm vòng một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày hay bảy ngày người dạy đến khi lắm chúng sẽ được thấy phần A Di Đà và các vị thánh chúng nương ấy hiền bồ mê tâm trí người kia sẽ được an trụ trong đình không hề điên đạo và tán loạn chỗ đó người ấy được vãng sanh ngay về nước cần là xà lời phân vì thấy được cái lời
Này cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây, ngài nên phát nguyện sanh về đường ấy xa đời Phật. Nếu trong cái giờ phụng nguyện tại tôi đang ca ngợi trong đường không thể nghĩ vang của Phật A Di Đà, thì tại phương đông có cả vị Phật A Xung Bề Phật Tu Di Thứ Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Qua Phật Diệu Âm và các vị Phật đang ở tại quốc đô của mình, biểu lộ tương lời rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tám thiên đại thiên, và thốn lên lời truyền bộ thanh thân của mình này toàn thể. Tôi quý vị ai nên tin và kính này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng thắng và ngộ đi xa lưới vỡ tại phương Nam của các vị Phật nhờ quyền. Đại Di Đà Tu Di Đà Phật Vô Lượng Thanh Tân và các vị Phật cả đông như số cá sông ngàn, vị nào cũng đang ngồi tại quần đô của mình biểu lô tưởng lời. Vì bao trong cả thế giới tam thế đại thi và tốt lên lời tuyên bố thanh tơ của mình này toàn thể chúng sanh cả cõi. Quý vị ai nên tin vào kinh này kinh mà tất cả trụ đều đem hết lòng xứng ta và hô niệm xa lời Phật tại phương Tây có các vị Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Thứ, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Thứ, Phật Tịnh. Trong như ở cả sông ngàn, vị nào cũng đang ngồi tại quân đồ của mình biểu lộ tương lưới rộng giới của các vị bao trùm cả thế giới tám thiên đại thiên và tốt lên lời thân của mình nơi toàn thế chúng sanh cả cõi. Quý vị ai nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hướng lòng thần tàn và hổ đêm xa mà có các vị Phật diễn vi Phật tội thắng năm Phật đang trở Phật nhờ sanh Phật vọng minh và các vị Phật cả đông như số các sông hăng, vị nào cũng đang ngồi tay mình vì lỗ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tôn lên lời tuyên bố thành thân của mình này toàn thể chung sanh các cõi. Quý vị này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng thắng và ngộ đi xa lời Phật tai phương ngà có gắng vì Phật sứ tử Phật danh vang Phật danh qua Phật đạt Phật trì Phật vâng vì Phật khá đông như số các sông hăng, vì nào cũng đang ngồi tại quân đô của mình biểu lộ tương lưới rộng dài của các vị bao trùm cả tôi lên lời tuyên bố thanh thường của mình này toàn thể chúng sanh các cõi. Quý vị ai nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều thành và hô đi ra lời vâng tại phương tượng có các vị Phật phàm âm vâng tu vương Phật cương tượng Phật cương quang Phật đại diện phi Phật tam sanh bảo quang nghiêm tơ Phật ta là tò vương Phật sống hàng vị nào cũng đang ngồi tại quốc đô của mình biểu lộ tương lời rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tám thiên đại thế và tốt lớn lời thân của mình này toàn thể chúng sanh ca cõi. Quý vị ai nên tin vào kinh này kinh mà tất cả càng Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng thì ra lời và thầy nghĩ sao tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các phần đều đem hết lòng xưng tác và ngộ nề sợ gì như thế là vì những người con trai hoàng ai đã ở lòng
đi và tất cả tầm theo với ni phương thế nhân vị ấy sẽ được tờ ca các vị Phật có ngộ ni và sẽ ca thấy đà tới qua vị giác ngộ cao tổ không còn bị. Cho nên quý vị hãy tin vào lời tôi đang nói và cùng là lời chư Phật đang nói xa lời Phật. Nếu có người đã đang ấy sẽ phá nguyện sanh về nước Phật A Di Đà thì người hay ngài trong đường và vị ngộ cao tổ không thôi chuyện và đã có mặt tại cõi nước đó rồi không gây đến sự kiện là người ấy đã sanh đáng sanh ấy sẽ sanh về đó xa lời Phật. Càng người gồm đừng không gây nghi vàng của chư Phật thì chư Phật cũng đoán sinh tán công đừng không tề nghi vàng của tôi và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là im có ai trong cõi. Rồi như là kiến trừ miếng nào trừ chúng sanh trừ và mạng trừ mà ngài có thể chứng đắc nước qua vì giác ngộ vô tử và còn tuyền tuy đưa cho chúng sanh nhận. Thì giờ đâu mới nghe qua người ta cùng rất khó mà đang người đồ đông thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đã tới quả vị giác ngộ vô thượng và còn diễn dài được cho mọi giới những pháp môn rất khó tình như pháp môn này đó là một việc làm. Có nghe Phật nói kinh này xá lời Phật tất cả các vị tỳ kheo và mọi giới thiên nhân tu la vân vân ai cũng phát lòng tin từ thế nhân làm lệ Phật và lui về xứ của mình. A Di Đà Phật mời đạo tràng mở trang 59 tụng Bát Nhã. Kinh tình yêu Bát Nhã Ba La Mượn Đa Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Quang Chiếu Thâm Sâu Bát Nhã Ba La Mờ Vọng Xối Thấy Năm Muộn Đều Không Có Từ Điều Hai Dâm Ngài Phước Toàn Thân Cả Mọi Khổ Đau Anh Nàng Nghe Đây Xá Lời Tự Sanh Chẳng Khác Gì Không Không Chẳng Khác Gì Giả Sanh Chính Tự Là Không Không Ta còn lại bốn muôn nghe cũng đều như vậy cả xa lời thở nghe đây tề mọi phá đều không không sanh cũng không gì không như cũng không sanh không về cùng nơi trở thành không không có xa to tường cùng nghĩ ra căn không có xa thân hương vi sờ pha sáu trần không có mười tam giới từ nhạc đến ni tân không mê có vô minh không còn hết vô minh cho đền không đạo ai là từ ông ngờ tâm như đạo không trí không vong đã vì không có sợ đặng nên mô vị bồ tát nương diệu pháp trí đồ pháp không còn chướng ngại vì và thì đôi chữ vơ trong ba đời yêu phước tri đồ nên đấng vô thường giác vây nên phải biết rằng ba nhã ba la mờ là linh vũ đại tần là linh vũ đại vô vô tư là linh vũ thế linh là dân lê vân vọng có năng lửa tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn cho nên tôi muốn nói có thần chú tri đồ ba nhã thần đường bồ tát liên thông đơn chú rằng yên đế ba la yên đế ba la tạng yên đế bồ đề tát bà ha yên đế ba la yên đế ba la tạng bồ đề tát bà ha chân ngôn quy định vạn sanh nam mô a di đà bà già đa ta già đa đi già ta a di đi đô bà tì a di đi đà đi đà đi ca lăng đi a di đi đà tì ca lăng đa già ni dị già na chi đa ca lê ta bà ha di đi đô bà tì a di đi đà tất đam bà tì a di đi đà tì ca lăng đi a di đi đà
tỳ ca lan đa già ni dị già già đều an lành tất cả, đều an lành sinh nguyện từ bi từ giác ngô nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả, nguyện ngày an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành sinh nguyện từ gia ngô bốn loài sanh lên đức tình ba cội tha quá tòa sen hằng xa ngà quỷ chứng tam mì vạn loài ngữ tình lên tầm địa sống nhà mi mới so vạn ta cõi luân hồi muôn thoát niệm phật cho nhất tâm nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại Ai Đà Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Sư A Di Đà Phật Nam Mô 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 Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Phật Nam Mô Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Đà Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ta Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ai Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ai Bồ Tát Đệ Tử Nói Gương Đức Muộn Kiền Liên Nguyên Làm Con Thảo Lòng Càng Nghĩa Thân Sanh Con Đến Trường Thanh Mê Dạy Gian Khổ Ba Năm Nhũ Bồ Chính Tháng Cư Mang Không Ngỡ Lo Toan Ngô Ấm Nó Đầy Đủ Cày Có Công Cha Chẳng Hoàng Hiếu Già Sanh Ngái Lam Lộ Quyên Cùng Hoàng Vũ Giữa vô trời đêm đương hồng đạo đế tự ân sâu chưa bao hổ phận kém hèn giờ này quy trước đài sen cung kinh đạo tràng thanh tịnh tăng báo trang nghiêm quan thừa tự tư quan hiển tham thiền đầy đủ thiền Phật ngô niệm cho bấy kiếm cha mẹ chúng có đưa nhuận mưa phá có tài thế tân tâm yên ngôn phá nguyện tu trì đã đã xa lìa trong thành phân hoàng ương trong cả đức như lai khâm cõi hư không từ bi Dạ hồ kỳ siêu công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện Và vô lương quang phước sáng nguyên tiêu tam chương trư viện na nguyên đang tri tuệ chân minh ly vô nguyên tôi chưa tớ tiêu trừ thế thế tường hành bồ Thành đại vương tỉnh tu trung cư phẩm liên qua vi phù mẫu quá ca kia phần ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bàn lự nguyện dị tử
Ở giờ tiên đấng dư chúng sanh giai cộng tâm Phật đạo. Vì tất cụ hữu sơ văn nghi đường tuyên bạch cùng di Thích Ca giáo chủ cứu sinh linh thoát khỏi đường mê Di Đà đạo sứ độ người thác đưa về cõi lạc một niềm chí thành mười phương cảm ứng hôm nay tin chủ chúng con là Phan Văn Phúc Phan Quang Dũng Phan Nguyễn Giang Đông Phan Quang Hùng Phan Thị Thiên Hương, Phan Nguyễn Liên Thanh cùng dấu rễ và các cháu chắc nội ngoại trong gia đình. Hiền số 98 đường Trần Trọng Cung Phường Tân Thuận Đông Quận 7. Đến trước phần đài nơi đạo tràng chùa Kim Cương nhất tâm cầu nguyện. Chư Phật Bồ Tát từ bi chiêu giam chúng con chân thành siêu tiếng hương linh thân màu nguyện thì tân pháp danh diệu thọ hưởng thọ 83 tuổi từ trần ngày 28 tháng 2 năm nhâm dần thiên nghi hương hồn khi còn tại thế hoặc lầm lỡ gây nên tội lỗi kết thành nghiệp qua luân hồi nay đà phân bóng trần hoàng những nghe sợ đắm chìm nơi khổ thú nếu không như sức từ bi chú nguyện thì mong đâu được giải thoát siêu thăng vậy hôm nay nhân tuần chúng thất chúng con thay vì hương linh một dạ xót xa tất lòng thành khẩn sám hối tụng kinh đồng thời nghi lễ hướng qua kinh dân bao toàn cùng duy nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kim Liên Tòa Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Kim Liên Tòa Nam mô Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Hồng Liên Tòa Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Hồng Liên Tòa Muôn trong phần từ tim dân Bồ Tát độ sinh giờ đưa sáng soi đường kẻ tôi tâm chèo thuyền bao đứa hồn về nước Phật tế độ hướng linh nguyện thị tấn pháp danh diệu thọ được tội báo tiêu trừ chướng duyên dụ sạch vòng luân ngôi cơi mở từ đây sông tá mái không còn đắm đuối tâm mê bừng tình ý thức sáng trong cây bát nhã nở chồi nụ bồ đề kết quả nơi thương phẩm đài sen tiêu giao từ tại cùng các hàng bồ tát bầu bạn chung vui pháp phật thâm huyền thượng hành phổ độ lại xin chư Phật lân mẫn gia hộ cho chúng con là Phan Văn Phúc, Phan Quang Dũng, Phan Nguyễn Giang Đông, Phan Quang Hùng, Phan Thị Thiên Hương, Phan Nguyễn Liên Thành cùng mọi người trong gia đình được thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ phúc thọ tăng long sở nguyện tùng tông các tường như ý. Vận trời ngày mùng 7 tháng 4 năm nhâm dần đệ tử chúng con thành tâm kính dâng sơ tâu
thâm kinh tạng trí tuệ như ai. Yeah.
qua lỡ tỏ lòng mừng thấy Phật muốn đời bước thoát khỏi đường mê giờ này qua dần mây đó thương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sanh quy cực là chi bàn. Tiếp ma dẫn lịch phố đạo tràng chi dân hồn dương bồ à, à ta đi mà ta tiếp độ phục vì hương linh quyền thị tăng pháp danh diệu thọ mất ngày 28 tháng 2 năm nhâm dần thường thọ trần thế hiền 83 tuổi tuyền sư già dần hôn mà lai vạn kiếm sơ thịnh tai thịnh trung thịnh hưởng hòa ý à, à, thịnh giảng sanh quy tịnh chân ngôn nam mô a di đà bà già đa tha già đa A di đà đô bà tì A di đà đa tâm đa bà tì A di đà đa tì ca lăng ni A di đà đa tì ca lăng ra di đà đa na di đà ca lệ ta bà ha nam mô A di đà bà già đa tha già đa già đa di già tha di đà đa tâm đa bà tì A di đà đa tì ca lăng ni A di đà đa tì lăng đa na ya di đi ya ya na di đa ca lệ ta ba kiên thanh tra chấm nhị tung điểm tra nhị tung hiến tra lệ hương linh nhị ba lê giai quỷ a di đà phật quán âm bồ tát đại thần thông thủ chấp dương chi quái đồng quán âm năng cứu thế gian khổ nguyện độ vong hồn giảng lạc ban tiền thành khải phản hiến phản mẹ cha ơn nặng biết bao làm con phải nghĩ công lao
thành thiên phạn đầy ba cơm đầy nắng ước mong mẹ hiền ơi đây ngọc giới đầy lòng đây tình còn đông trong thương nhớ ơn nghĩa sinh thần con chưa đền sống phụ phục bi tình hiền thành lễ nhị bái biên thực biên thủy chân ngôn cộng đưa đi tổng nam mô tát và đản tha đa phàm an tam bạc ra tam bạc ra hồng nam mô tát và đản tha và đồ chi đế an tam bạc ra hồng đản tha ngã đa và lô chi đế an tam bạc ra hồng nam mô tu ru bà gia đa tha ngã đa gia đa đi tha an tu ru tu ru bát ra tu ru ta bà nam mô tu ru bà gia đản tha ngã đa gia đa đi tha an tu ru tu ru tu ru bát tô rô bát ra tô rô ta bà na 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 hướng lĩnh giai ẩm liễu tạo sanh pháp dương già hiền thành trà chấm tam cùng hiền trà tam cùng lâm chung tây phương cảnh phân minh tài mục tiền kiến văn giai tình tấn đồng sanh cực lạc quốc kiến Phật liễu sanh tử như Phật độ nhất thiết vô biên phiền não trọn bốn tu thề nguyện độ chúng sanh đi tổng giai thành Phật đạo hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng hữu tận ngã nguyện vô cùng tình dữ vô tình đầu viên chung trí nguyện sanh tây phương tịnh độ trung qua vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật mộ vô sanh bậc thối Bồ Tát Di Bạc nữ Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ê Na Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát A Di Đà Phật Nhất Thành Thượng Đạt Dạng Tội Băng Tiêu Nguyện Hưng Linh Nguyện Thị Tấn Pháp Danh Diệu Thọ Mất Ngày 28 tháng 2 năm nhâm dần Thượng Thọ Trần Thế 83 tuổi có cứu đồ vàng xanh chi lộ cùng cầu nguyện cầu an cho toàn gia đình phan văn phúc phan quang dung phan nguyện giang đông phan quang hùng phan thị thiên hương phan nguyện liên thành cùng dâu rể và các cháu nội ngoại được phúc thọ bình an hàm triêu lợi lạc hộ nguyện âm siêu dương thành pháp giới
tổng giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kiền thành trà châm bảo mạng, châm hiến trà bảo mạng, tiêu diêu chân thế giới, khoái lạc bửu liên đài, thị trường thế tôn tiền, Như Lai không có khi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, hôm nay ngày mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Dần, có các tín chủ Phan Văn Phúc, Phan Quang Dũng, Phan Nguyễn Giang Đông, Phan Quang Hùng cùng toàn thể mọi người trong gia đình thành tâm vân tập về đạo tràng chùa Kim Cương thiết lễ trai tăng kỳ siêu nhân tùng chung thất của cố mẫu. Giờ này nơi trai đường đã trang nghiêm và như pháp, chư tôn đức đang an trú trong chánh niệm. Con xin đại diện cho gia đình Phật tử thành tâm đảnh lễ chân lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, chúng con kính nghe rằng ân dưỡng dục sánh dường biển cả, nghĩa sanh thành sâu tận biển khơi. Dù con đem trọn cuộc đời, không sao đền đáp ơn người cưu mang. Kính bạch Chư Tôn Đức, chúng con đã từng có một tình yêu thương vô bờ, đã từng được chở che qua bao năm tháng để chúng con an ổn giữa cuộc đời. Nhưng có lúc chúng con đã vô tâm, quên đi bàn tay hiền từ ấy luôn ôm ấp chúng con từng ngày để chạy theo cuộc sống bộn bề nhiều toan tính. Nhưng trong tình thương vô hạn của mẹ, chúng con vẫn luôn bé nhỏ, vẫn rất cần sự lo lắng thương yêu. Khi chúng con nhận thức được thế gian, nhận ra được lòng mẹ vẫn bao la, vẫn vì con mà luống cả tuổi già, chúng con muốn phần nào báo đáp ân sinh thành cao tột ấy. Nhưng thời gian không dừng lại, vô thường chẳng đợi ai. Một ngày cả thế giới trong con như sụp đổ, mẹ ra đi để lại nỗi nhớ thương vô chừng. Thời gian thấm thoát qua, chúng con vẫn cảm nhận được sự trống rỗng khi không còn mẹ. Chúng con chợt nhận ra cuộc đời mẹ lúc nghỉ ngơi cũng là khi mẹ nhắm mắt lìa trần. Giờ chúng con chỉ có thể thấy mẹ qua di ảnh và nén hương tàn. Chúng con thiết tha cầu mong mẹ hãy an lòng nơi viện xứ. Ngưỡng bạch quý ngài, Tam Bảo là chỗ về nương cho những ai còn lạc lối, là đất lành để gieo hạt an vui. Chúng con xin thành tâm nương sức thần Tam Bảo, hướng mẹ hiền về cõi tịnh vô ưu. Hôm nay chúng con trở về đạo tràng Kim Cương, thành tâm kiền thỉnh chư tăng tụng kinh chú nguyện, đồng thời thiết trai cúng dường. Trên có 10 phương Phật chiếm giam, và nơi này nhận tiền chư tôn đức chứng minh. Ngưỡng nguyện đem phước lành tôn tạo hôm nay hồi hướng cho thân mẫu của chúng con là cụ bà Nguyễn Thị Ấn, pháp danh Diệu Thọ, hưởng thọ 83 tuổi, lâm chung ngày 28 tháng 2 năm Nhâm Dần. Chúng con xin nguyện hương linh nương nơi quan thần Tam Bảo được thoát khổ trầm luân, tái sinh về tình cảnh. Chúng con cũng xin nguyện
nhờ phước lành hôm nay mà mọi người trong thân quyến chúng con sức khỏe được an khương, mọi việc đều hanh thông, chướng duyên đều trừ, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm thương yêu ngày càng rộng mở. Sau cùng chúng con xin nguyện cho kẻ âm được siêu, người dương thanh thái, vạn loại hữu tình đều về bến giác. Lễ mọn lòng thành ngữ nguyện chư tôn đức từ bi chứng minh cho chúng con được viên tròn hiếu sự. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Vừa qua là lời tác bạch đại diện cho gia quyến dâng lên chư tôn đức. Giờ đây để gia quyến chúng con hiểu rõ hơn về ý nghĩa pháp sự cúng dường hôm nay, chúng con xin thành tâm kiền thỉnh thượng tòa chứng minh từ bi hoan hỷ ban đạo từ pháp âm để gia quyến chúng con được ân chiêm công đức. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh thượng tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chúng linh. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Tất cả chúng linh. Nam mô Đại Nguyện Mục Kiền Viên Bồ Tát. Tất cả chúng linh. Nam mô Kim Cương Đường Thượng Đại Tổ Sư. Tất cả chúng linh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa các cụ ông cụ bà, các chú, các bác và quý khách đến dự buổi lễ cúng dường trai tăng chung thức hôm nay. Kính thưa cùng với gia đình của Hương Linh, cụ bà Nguyễn Thị Tấn, pháp danh Diệu Thọ. Hôm nay là lễ chung thức của Hương Linh, cụ bà Diệu Thọ. Vừa qua, thầy Vĩnh Tâm thay mặt cho gia đình dâng lên lời tác bạch. Và đây chúng tôi xin thay mặt cho quý thầy có đôi lời chia sẻ về Phật Pháp cùng với gia đình để chúng ta thấy rõ được cái ý nghĩa và cái việc làm trong cái buổi lễ ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả cùng quý vị ở trong gia đình, hôm nay các vị thiết lễ trai tăng cúng dường tại chùa Kim Cương. Trước hết là quý thầy có lời cảm ơn đối với gia đình. Chúng tôi cảm ơn bởi lẽ là các vị ở tương đối xa chùa ở bên quận 7 và nghe nói hình như là trong gia đình có người con gái và con dâu của cô ba pháp danh Nguyên Tâm. Và chính vì gia đình cô ba, cả gia đình là một gia đình rất là thuần thành Phật Pháp, cũng nhờ vậy mà gia đình con dâu của cô cũng có đặt cái sự tin tưởng ở nơi Tam Bảo chùa Kim Cương, cộng với lại cái duyên lành mà các vị đã về đây thiết lễ trong tâm. Chính vì thế mà lời đầu tiên quý thầy xin gửi lời cảm ơn đến gia đình. Kế đến nửa đầu quý thầy vừa thay cho gia đình dâng lời tác bạch, có nói lên phần nào cái công ơn và cái mối liên hệ thân thiết giữa cha mẹ và con cái. Giờ đây chúng tôi xin phép chúng tôi không kể lễ nhiều cái công ơn của cha mẹ. Dù như có kể thì cũng không phải là thừa, nhưng bản thân chúng ta qua cái trải nghiệm cuộc sống, chúng ta thành gia lập thất, chúng ta có vợ, có chồng, chúng ta có gia đình, mà nhất là cực khổ để mà kiếm từng đồng tiền bắt gạo để mà nuôi con cháu. Có lẽ là chúng ta có đủ cái trải nghiệm hơn ai hết về cái công ơn cha mẹ. Thế cho nên ở đây chúng tôi xin phép không kể nhiều về công ơn cha mẹ, mà chúng tôi chỉ xin phép nói lên hai cái mặt đạo đức để thấy rõ được cái việc làm của chúng ta ngày hôm nay. Cái mặt đạo đức thứ nhất đó là về cái mặt đạo đức về thế gian. Chúng tôi trong chùa nhiều khi chúng tôi thấy các ông bà cụ sống với nhau đến già, dành nhau để mà được chết trước. Chúng tôi thấy rất là cảm động, rất là thương. Ông đòi đi trước bà, rồi bà cũng đòi đi trước ông. Tại sao vậy? Ông thì cứ nói rằng là tôi đi trước bà để bà lo cho tôi,
Thì bà cũng nói một cách rất là dễ thương rằng: sao ông khôn vậy, tôi phải đi trước ông để ông lo cho tôi chứ. Qua cái câu chuyện của các ông bà già nói với nhau khi sống hạnh phúc đến già như vậy, chúng ta thấy rất là thương cho các ông, các bà cụ. Không phải là họ không tin tưởng ở con cháu, nhưng mà có lẽ họ nghĩ rằng chỉ có người bạn đời của họ mới có thể lo cho họ trọn vẹn đến khi họ xuôi tay nhắm mắt. Cái điều đó để chúng ta khẳng định một cái điều rõ ràng là gì? Dù cho lúc sống hay là đến lúc chết, bản thân mỗi con người chúng ta cũng sợ lắm cái nỗi cô đơn, sợ lắm không ai yêu thương, sợ lắm không ai quan tâm, sợ lắm không ai lo lắng cho mình. Thế cho nên các vị có nghe cái bài hát Không Tên Số 4 của nhạc sĩ Vũ Thành An có một câu: triệu người quen có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người đưa. Cái câu nói đó phần nào đó họ than trách cái tình đời nó bạc bẽo. Sống ở đời này quen biết nhau thì nhiều đó, nhưng gặp được cái người thật sự tri kỷ và người yêu thương mình có mấy ai đâu. Rồi than thở thêm một cái nỗi sợ hãi nhất sâu thẳm trong mỗi con người chúng ta, đó là khi lìa đời chẳng biết rồi có ai người ta yêu thương mình, người ta có quan tâm đến mình, người ta thắp cho mình nén nhang, hay hơn thế nữa là họ lo cho cái phần hồn của mình. Và hôm nay chúng tôi thấy con cháu của cụ bà Diệu Thọ có lẽ cũng đã đền đáp được phần nào cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đã làm vơi bớt đi được cái nỗi lo âu của những người già, trong đó có cha mẹ mình, đã thiết một cái lễ trai tăng cúng dường như thế này. Chắc chắn rằng hương linh của cụ bà ở đâu đó rất là hạnh phúc, rất là vui, bởi vì không còn cảm giác cô đơn, đã đón nhận được sự yêu thương của con cháu. Mặc dù hôm nay chúng ta thấy là kinh tế đang rơi vào suy thoái rất là khó khăn, nhưng con cháu đã cố gắng dành chút ít tài sản của mình để thiết lễ trai tăng cúng dường, mong cầu cho phước báo hồi hướng cho cha mẹ mình. Thiết nghĩ đó cũng là xứng đáng. Tôi có nghe một cái câu chuyện như thế này, xin kể ra để mà chúng ta suy ngẫm. Câu chuyện như thế này: bà mẹ nọ có một đứa con trai. Khi nó lớn lên, nó tốt nghiệp đại học, nó đi làm để kiếm tiền. Cho nên trong đầu của em nó lúc nào cũng nghĩ rằng là cái gì cũng phải đánh đổi bằng tiền, nhất là khi bỏ cái sức lao động của mình ra thì nó phải được đền đáp bằng đồng tiền xứng đáng. Thế là có một lần mẹ em ấy bị bệnh, phải nằm bệnh viện, cho nên là không ai chăm sóc hết, mà khi thuê người ngoài thì sợ tốn tiền, cho nên buộc lòng cái người thanh niên đó phải xin công ty để nghỉ làm một tháng để mà chăm sóc mẹ mình ở trong bệnh viện. Và khi mẹ bớt bệnh rồi xuất viện về, cho nên là anh ta mới ghi một cái tờ giấy gửi cho mẹ mình. Trong cái tờ giấy đó anh ta tính tiền với mẹ. Anh ta tính rằng một tháng con nghỉ mất tiền lương bao nhiêu, rồi cái thời gian con bỏ ra công sức con chăm sóc mẹ anh ta tính bao nhiêu, rồi cái thời gian con phải đi mua thuốc, mua men cho mẹ, con phải nấu cháo cho mẹ hết bao nhiêu. Và anh ta tính với mẹ mình tổng cộng là mấy chục triệu. Người mẹ cầm tờ giấy trên tay, người mẹ mới nói rằng: khi nào mẹ khỏe thì mẹ sẽ trả cho con. Và khi người mẹ khỏe rồi, người mẹ mới đưa lại cho con mình một tờ giấy. Người mẹ mới ghi trong đó rằng: mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày, tổng cộng 280 ngày. Mẹ tính rẻ cho con mỗi ngày 20 ngàn thôi. Rồi khi sinh con ra, mẹ phải cho bú mớm, mẹ phải lo tiền thuốc men cho con. Đến khi con khôn lớn, mẹ cũng chỉ tính cho con
trong còn 200 triệu. Rồi mẹ tính cho con cái tiền mà con học từ năm lớp 1 cho đến hết khi con học đại học. Rồi mẹ tính con bao nhiêu? Tổng cộng người mẹ tính sơ sơ thôi là hơn 2 tỷ. Và người mẹ có viết như thế này: tuy nhiên mẹ xin miễn phí hết tất cả những chi phí mà từ trước đến nay mẹ đã lo cho con. Và khi người con trai đọc cái tờ giấy đó, người con trai bàng hoàng, không nghĩ rằng là ngoài cái tình yêu thương ra mà cha mẹ mình đã nuôi mình lúc khốn kém đến như thế nào. Và bản thân chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi kể câu chuyện đó, chúng tôi cũng cảm thấy thực sự là xúc động. Vì nếu mà chúng ta có một cái sự trải nghiệm cuộc sống, thấy rằng khi đi ra ngoài đời kiếm một đồng không phải dễ. Đôi khi chỉ kiếm được một đồng bạc cũng bị cái sự xài xẻ mắng nhiếc của người khác. Ấy thế mà cha mẹ chúng ta nuôi chúng ta đến từ lúc mang thai đến khi khốn lớn cho đến lúc dựng vợ cả chồng, không thể tính toán chúng ta một đồng nào cả. Và hôm nay gia đình chúng ta mặc dù trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn, nhưng các vị đã cố gắng dành ra một chút của cải để tiếp lễ cúng dường cây tăng, với cái niềm tin tam bảo, với cái niềm tin nhân quả, mong muốn rằng cái thần thức của mẹ mình được nhờ công đức này mà tái sanh cõi lành. Thiết nghĩ đó cũng là cái điều xứng đáng. Cái điều thứ hai chúng tôi cũng nói đến cái đạo đức về mặt Phật giáo. Thì cái lễ hôm nay nó không gì hơn đó là thể hiện cái lòng biết ơn. Bởi vì trong cuộc sống này tất cả chúng ta, dù cho là cái mối quan hệ cha mẹ con cái, cái quan hệ vợ chồng, quan hệ anh chị em, quan hệ thầy trò, hay là quan hệ tất cả mọi người đối với xã hội, đối với đất nước, nếu chúng ta không có lòng biết ơn thì chúng ta không thể nào sống tốt được. Ở trong cái báo kinh báo ơn Đức Phật này có dạy một câu như thế này: khi ta đi trời nắng, ta trú với một cành cây, và khi ta bước đi, ta cũng không nở ngắt một cành lá, bởi vì chịu cái ơn che nắng. Ơn nhỏ còn không thể quên, huống chi là cái ơn lớn, mà ơn lớn nhất đó là ơn cha và ơn mẹ. Và để làm sáng tỏ hơn ơn của cha mẹ, thì Đức Phật Ngài lại dạy thêm một câu thật tha thiết và cảm động trong kinh báo ơn. Đức Phật dạy rằng: thân người khó được mình, khó được mà được là nhờ cái ơn sanh, dễ mất mà còn là nhờ cái ơn dưỡng. Tất cả đều là cái công đức lớn lao của cha mẹ. Và hôm nay các vị thiết lễ cúng dường cây tăng, không gì hơn là mình thể hiện cái phần đạo đức của cái lòng biết ơn. Và cái lòng biết ơn có thể nói rằng nó là một trong những cái nền, cái đạo đức căn bản nhất của xã hội. Bởi vì chính từ cái lòng biết ơn đó mà chúng ta sống cố gắng tốt đẹp hơn, chúng ta sống có lòng vị tha, có lòng tha thứ và biết làm cái điều tốt đẹp cho nhau, nhất là con cái đối với ông bà cha mẹ. Và hôm nay các vị đã thể hiện chính cái đạo đức của thế gian và cái đạo đức Phật giáo, mà các vị muốn phần nào đền đáp cái công ơn đối với mẹ mình, đó là hướng linh cụ bà Nguyễn Thị Tấn, pháp danh Diệu Thọ, thì chúng tôi quý thầy xin đón nhận cái lễ cúng dường này, nguyện nhờ cái năng lực chú nguyện của chư tăng, cầu nguyện cho hướng linh cụ bà nhờ công đức này tái sanh và cõi lành. Và chúng tôi kính chúc quý cụ ông cụ bà quý khách tham dự buổi lễ hôm nay được luôn luôn an lành, an phúc, an thọ, và cũng không quên cầu nguyện cho tất cả con cháu ở trong gia đình của cụ bà nương nhờ cái công đức hiếu thảo này và nương nhờ cái công đức cúng dường bố thí này và đời sống được hạnh phúc, an vui và trường thọ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thượng tọa chứng minh cùng chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ hồi nhận cho tất lòng thành của chúng con và còn bác dạy những lời vô cùng quý báu. Chúng con xin thành kính cúi đầu tri ân, và toàn thể gia quyến chúng con
xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Như con đảnh lễ hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng gia ba bái. A Di Đà Phật, giờ này ngọ thời đã đến, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức tác pháp trai hiền. Yeah.
Còn toàn thể con cháu dâu rể trong gia đình ở tại số 98 đường Trần trong cung phường Tân Thành Đông quận Tây thành phố Hồ Chí Minh. Về tại đạo tràng chùa Kim Cương thiết lễ trai tăng tỷ siêu bạc bồ trí tiên phùng vị. Nhân ngày chung thất trai tuần hương lĩnh thập đệ tử diệu thọ thế danh Nguyễn Thị Tấn mất ngày 28 tháng 2 năm nhâm dần hưởng thọ trần thế 83 tuổi. Nguyện hương linh thần hồn thanh thoát tâm thức nhẹ nhàng nghe tiếng kinh giác ngộ trần gian thừa Phật lực tái sanh về cõi Phật vượt qua bể khổ thoát cõi ta bà sen vàng kinh phẩm nở hoa phát thân hiện Di Đà Thọ Ký. Nhất thành hướng đạt vàng tội văn tiếng huyền hướng minh diệu thọ thế danh Nguyên thì tâm sớm được cao siêu cập gia hộ cho con cháu được bình an phước lạc. Âm siêu dương thành pháp giới chúng sanh đều thành Phật kỳ đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp lễ cúng dường kỳ siêu đến đây đã thập phần viên mãn. Chúng con xin thành tâm niệm ơn Chư Tôn Đức đã từ bi thân lâm về đạo tràng chùa Kim Cương để chứng minh và cầu nguyện. Chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ với Ngài, pháp thể luôn an, Phật sự thiên thành, đạo thọ miên trường. Giờ đây toàn thể hiếu quyến chúng con xin đầu thành đảnh lễ bái tạ thâm ân Tam Bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.